Cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên triển khai thí điểm mô hình thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử, còn gọi là mô hình 21 tại các trường trung học phổ thông công lập trong toàn tỉnh và trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Greenfield, huyện Văn Giang. Với hình thức này, khi đến phòng thi, thí sinh chỉ cần quét thẻ căn cước công dân trên thiết bị công nghệ xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử. Chỉ mất tối đa 12 giây, mọi thông tin của thí sinh sẽ được hiển thị trên màn hình máy tính của cán bộ coi thi, giúp cán bộ coi thi thẩm tra và xác minh thông tin của thí sinh một cách nhanh chóng, chính xác, kiểm soát các vấn đề gian lận trong thi cử. Kỳ thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến trên máy tính, giúp các cơ sở giáo dục đơn giản hóa các thủ tục giấy tờ, giúp các cơ sở giáo dục tiết kiệm được thời gian, chi phí và nhân sự tham gia. Kết quả thi được hệ thống tự động chấm, giúp cho các cơ sở giáo dục giảm được nhân sự và thời gian khi không phải thành lập hội đồng chấm thi và tổ chức chấm thi. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đang triển khai các hoạt động truyền thông, điều tra, khám sàng lọc, xét nghiệm virus viêm gan B, C cho các đối tượng nguy cơ cao và người dân tại một số xã trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, mỗi huyện, thị xã, thành phố được chọn một xã để điều tra, khám, xét nghiệm virus viêm gan B, C và đánh giá gánh nặng bệnh tật do virus viêm gan B, C tại cộng đồng. Mỗi xã thực hiện khám, xét nghiệm virus viêm gan B, C miễn phí cho 250 người dân. Tại các buổi khám, xét nghiệm sàng lọc, người dân được lồng ghép tuyên truyền về phòng chống viêm gan virus, sự nguy hiểm của bệnh viêm gan virus B, viêm gan virus C đối với sức khỏe con người. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính tổng số tiền 20 triệu đồng và buộc tiêu hủy 455 kg lợn bẩn. Theo đó, vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 89C29454 do một nữ tài xế có địa chỉ thường trú tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào điều khiển, phát hiện trên thùng xe có 205 kg thịt lợn không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Trước đó, vào ngày 27 tháng 10 năm 2023, phát hiện trên xe ô tô bán tải biển kiểm soát 89D01083 có 250 kg thịt lợn bẩn. Lái xe cũng có hộ khẩu thường trú tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào. Bước đầu, các cá nhân đã thừa nhận hành vi vi phạm vận chuyển thịt lợn không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để kinh doanh. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác, dịch sốt xuất huyết chưa giảm thì vài tuần nay, người dân Hà Nội lại đang đối mặt với nạn kiến ba khoang vào mỗi tối, đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng. Để tránh kiến ba khoang, người dân nên kéo rèm cửa, làm lưới ngăn côn trùng, thường xuyên vệ sinh môi trường phát quang bụi rậm, cây cỏ, giũ mạnh khăn mặt, quần áo trước khi dùng, ngủ trong bàn. Khi bị kiến ba khoang bò lên người thì không nên dùng tay đập giết chúng, mà nên thổi nhẹ cho kiến rơi xuống đất và dùng giấy ăn, găng tay để hạn chế chất độc lan rộng. Nếu bị kiến ba khoang đốt, phải nhanh chóng rửa bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý, xà phòng, tránh đưa tay đã tiếp xúc với kiến chạm vào các vùng da khác, sau đó đến các cơ sở y tế chuyên khoa về da liễu để điều trị, tránh tự ý chẩn đoán và mua thuốc, dễ nhầm thành bệnh zona, điều trị sai cách làm vết thương nặng hơn. Sáng qua, mùng 2 tháng 11, cơ quan chức năng đã bắt quả tang tổng kho hàng giả nhãn hiệu cao cấp tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, khi nhân viên đang livestream bán hàng trên tài khoản Facebook với hàng trăm nghìn lượt follow. Cụ thể, khi kiểm tra hộ kinh doanh Trương Ngọc Quyên, địa chỉ tổ 3 phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, lực lượng chức năng ghi nhận số lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm lên đến hàng chục nghìn sản phẩm. Tại các phiên livestream mà lực lượng quản lý thị trường theo dõi, rất nhiều các sản phẩm như giày Gucci, giày Adidas hay Nike được shop chào bán với giá từ 80.000 đến trên 100.000 đồng một sản phẩm. Các loại đồng hồ kính mắt các nhãn hiệu Versace, Gucci có giá từ 30.000 đồng đến dưới 200.000 đồng một sản phẩm. Các loại mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, nước giặt có giá từ 20.000 đồng đến dưới 100.000 đồng một sản phẩm. Khu vực sạc điện cho xe điện phải được bố trí riêng, đảm bảo khoảng cách an toàn với các phương tiện xung quanh, không được sạc pin qua đêm. Đây là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đối với chủ đầu tư xây dựng nhà chung cư cũ, nhà ở riêng lẻ nhiều tầng, nhiều căn hộ, thường gọi là chung cư mini. Theo đó, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình phải thực hiện rà soát và bố cục lại toàn bộ khu vực để xe, đảm bảo diện tích tối thiểu 6m² chỗ để xe máy, xe đạp cho mỗi căn hộ. Trường hợp không đảm bảo diện tích để xe theo số lượng căn hộ cư dân tại tòa nhà thì phải có phương án gửi xe bên ngoài công trình để đảm bảo quy chuẩn quy định, đồng thời đảm bảo khoảng cách giữa các xe, giải pháp ngăn cháy, ngăn cách khu vực để xe với sảnh căn hộ, cầu thang bộ. Tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình vừa xảy ra vụ sụt giếng nước làm hai người tử vong. Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 11,
bà Trần Thị Lũy 60 tuổi và chồng là Ngô Đình Hiểu 59 tuổi trú tại thôn Nam Hải, xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh đang làm việc gần giếng nước. Bất ngờ đất ở giếng sụt xuống, vợ chồng bà Lũy bị kéo xuống dẫn đến tử vong. Đại diện lãnh đạo xã Vạn Ninh cho biết, người dân có thói quen đào giếng sâu rộng, sau đó cho đậy bê tông lên thành giếng, lắp máy bơm để bơm nước sinh hoạt. Giếng nước lâu ngày không được bảo dưỡng, lại đậy nắp lâu năm có khả năng bị xói lở bên trong mà người dân không nhìn thấy. Các giếng bị xói lở bên trong có nguy cơ gây sụt lún rất nguy hiểm. Từ ngày 27 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11, giải vô địch cử tạ các câu lạc bộ quốc gia năm 2023 đã được tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh, thu hút sự tham gia của hơn 170 vận động viên đến từ 25 câu lạc bộ trên toàn quốc. Tại giải, với tinh thần quyết tâm cao, các vận động viên của đoàn Hưng Yên đã thi đấu hết sức mình, trong đó vận động viên Huỳnh Tuấn Kiệt đã xuất sắc mang về 2 huy chương, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày 2 tháng 11, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 đã nhất trí thông qua nghị quyết phản đối việc Mỹ áp đặt lệnh bao vây cấm vận về kinh tế và thương mại chống Cuba. Nghị quyết được thông qua với số phiếu ủng hộ áp đảo 187 phiếu, 1 phiếu trắng của Ukraine và 2 phiếu trống của Mỹ và Israel. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại trước thực tế, mặc dù từ năm 1992, Liên Hợp Quốc luôn thông qua các nghị quyết liên quan, song lệnh cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba vẫn còn hiệu lực. Liên Hợp Quốc cũng quan ngại trước những ảnh hưởng tiêu cực từ lệnh cấm vận mà Mỹ áp đặt từ năm 1960 đối với người dân Cuba và công dân Cuba sống tại các quốc gia khác. Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua gói ngân sách trị giá 17.000 tỷ yên, tương đương 113 tỷ đô la Mỹ, nhằm giảm bớt tác động kinh tế do lạm phát tăng, trong đó sẽ bao gồm cắt giảm thuế. Theo Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida, gói kinh tế này sẽ bao gồm các trợ cấp để hạn chế ảnh hưởng do giá nhiên liệu và các hóa đơn tiện ích gia tăng, các biện pháp cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế cư trú. Để tài trợ một phần cho gói chi tiêu này, chính phủ sẽ lập dự toán bổ sung 13.100 tỷ yên cho năm tài chính hiện hành. Lạm phát do giá nguyên liệu thô tăng cao đã ở trên mức mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong hơn một năm qua. Tình trạng này đè nặng lên hoạt động của tiêu dùng, đồng thời làm xấu đi triển vọng của nền kinh tế, vốn đang phục hồi chậm do ảnh hưởng từ giai đoạn đại dịch COVID-19. Chuyển sang thông tin khác, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố báo cáo cho biết sau hơn 2 thập kỷ, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh tại nước này đã tăng vào năm 2022. Theo báo cáo ngày 1 tháng 11, có khoảng 20.538 trẻ sơ sinh ở Mỹ tử vong vào năm 2022, tăng 3% so với con số 19.928 ca vào năm 2021. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2001, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh dưới 28 ngày tuổi tăng 3%, trong khi tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh từ 28 tới 364 ngày tuổi tăng 4%. Giới chức Mỹ đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như khả năng tiếp cận thực phẩm bổ dưỡng và chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Ngày 2 tháng 11, nhà đấu giá Christie cho biết viên kim cương màu xanh lam đẹp và hiếm nhất hành tinh có thể được bán với giá 50 triệu đô la Mỹ tại phiên đấu giá vào ngày 7 tháng 11. Viên kim cương màu xanh có tên gọi là Blue Royal được đính trên một chiếc nhẫn và là một trong những viên kim cương hiếm nhất được tìm thấy. Trưởng bộ phận đấu giá trang sức toàn cầu của Christie cho biết viên kim cương đặc biệt quý hiếm bởi có trọng lượng lớn nhất thuộc loại này với 17,6 carat. Đây cũng là viên kim cương hoàn hảo nhất với màu sắc vô cùng tự nhiên. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.